Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh những rau củ quả thường dùng để nấu ăn hàng ngày này. Hãy cùng bắt tay vào tô mình nhé. Trước tiên là củ cà rốt, mình tô màu cam. Chua thì mình đã tô màu đỏ nha. Dưa chuột mình tô màu xanh. Quả ớt chua mình tô màu